club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop and the... Xin chào các bạn, hôm nay công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế thi công nhà đẹp sẽ giới thiệu tới các bạn một mẫu biệt thự 2 tầng được công ty chúng tôi thiết kế và thi công tại có địa chỉ tại Nghĩa Hưng, Nam Định. Phía sau các bạn đây sẽ là hình ảnh của công trình mà chúng tôi vừa mới thi công xong. Diện tích của căn nhà này có diện tích là 8 x 12 m, được thiết kế với 2 tầng, mang phong cách hiện đại. Công trình vừa được chúng tôi bàn giao vào cuối tháng 4. Gia chủ vừa mới lên nhà mới vào ngày 30 tháng 4 của tháng vừa rồi. Hôm nay thì chúng tôi có ghé qua thăm công trình và chụp ảnh lưu lại những cái hình ảnh của công trình, cũng như là chia sẻ với các bạn về những cái hình ảnh cùng với công năng của công trình này. Nếu các bạn có nhu cầu cần thiết kế và thi công trọn gói, các bạn hãy liên hệ với công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế thi công nhà đẹp có địa chỉ tại 174 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội. Địa chỉ website của chúng tôi là thiết kế thi công nhà đẹp.net. Các bạn hãy truy cập vào website để tham khảo thêm rất là nhiều mẫu mà chúng tôi đã thiết kế cùng với thi công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những công trình sau. With the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up your plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. Maybe crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day it's felt like there's something wrong. I'm in love with the shape of you. A club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, now my bedsheets smell like you. Everything's covered in something new. I'm in love with the shape of you.
love with the shape of you. Can we let the story begin? We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up your plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay.